Em chờ tạnh mưa đi tiếp. Biết là có ba quả này. Này, quả thấy chưa? Đây. Đây là dưa hấu. Dưa hấu luôn. Dưa hấu nương. Loại này rất là ngọt luôn này. Lấy quả chín thôi. Anh em kênh Phiêu Lưu Trong Rừng xin chào tất cả các bác nhé. Buổi sáng thì mấy anh em đang nấu ăn sáng. Hôm nay vẫn là có 4 anh em. Chào mọi người nhá. Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Viên đi thăm bẫy về thì được con chuột, được mỗi một con này, được mỗi một con chuột này, con này cũng bé bé thôi. Anh em đang nấu ăn này, nồi cơm nấu xong, đây là canh bí các bác nhá, này nồi canh bí này, canh nhất tầm này rồi, vặt là từ mấy hôm trước rồi nhưng mà chưa có nấu được nên sáng nay mới sử dụng đến. Kia còn hai quả nữa kìa. Còn hai quả này, đợt này bí bị chuột ăn hết rồi. Nên là vườn bí cũng lác đác, còn lại lác đác nữa thôi. Chứ hôm nọ thì nhiều lắm. Nó vừa đi sửa nước xong thì bé thế. Nó mưa đây. Vừa đi sửa vườn. Đoạn này thì hôm nào cũng mưa. Đêm mưa, ngày mưa luôn. Không biết hôm nay trời sẽ như thế nào. Trời có vẻ hôm nay nắng mà chưa chắc gì đến trưa lại mưa. Hôm nay là đi mấy anh em ở ăn cơm xong thì lại đi thăm nương lúa thứ hai của mấy anh em ở trên núi. Không biết là có dưa không nhỉ? Chắc có. Lâu lâu cả tháng rồi không đến. Đám kia mình cấy trước mà. Ừ. Chắc giờ trổ rồi đấy. Cùi chuột để ăn bữa sáng các bác nhá. Lấy gừng nha. Ừ, gừng. Gừng. Đây tối qua trời mưa rất là to. À, nước suối hơi đục các bác nhé. Thịt chuột xào gừng các bác nhé. Đến trưa là chuột gầy hết rồi. Mời đấy. Nắng này các bác nhé. Chặt đây tí về bóc nhé. Để đây tí về bóc. Đến luôn dưới đường ấy. Ba bốn anh em đi đến nương lúa ở trên núi để làm cỏ, xem thăm nương lúa các bác nhé. Ở đây có con ốc này. À ừ nha. Con ốc này. Chỗ này nhiều ốc đấy. Nhiều lá lắm, ốc lắm. Ôi, trời mưa à? Đâu, trời mưa. Bắt đầu mưa. Đỏ cam. Quả gáo á. Nên ăn mà. Mua này có quả mà nhỉ. Luôn ngọt mà. Có gì đấy? Anh Viên gọt quá rồi. Ăn cái lớp ngoài mới ngon đấy.
mình thích ăn bên trong. Quả cái gáo các bác nhé. Đúng rồi. Cái to đúng thế gì? Đó là cây kia kia. Bọn nó lên nhiều ốc á. Cao cái là không có nữa rồi. Em đi lên tít đỉnh núi các bác nhé. Còn một cái nương lúa ở trên đỉnh núi nữa. Xa lắm. Trời thì rất là tối. Mưa đến nơi rồi. Trời sẽ phát mưa. Mưa nhỏ nhỏ rồi. Mong rằng nó chưa mưa to. Trời bắt đầu mưa các bác nhá. Anh em à. Anh Thọ này, anh Thọ hôm nay là được dầm mưa luôn. Anh em đi làm nương lúa gặp mưa giữa đường, dành phải chịu giữa đường vậy. Thôi anh lấy cái lá chuối này che tạo. Rồi, cảm ơn. Che ngược lại anh ạ. Ngược lại, lật. Ngược lại. Đây à? Đấy. À, đấy. Ơi. Anh em nói chung nó đẹp rồi. Vẫn còn mà. Này, tàu này mới to này. Nó lán di động luôn. Để mưa các bác. Cây cổ bao này bé nhỉ. Này nó chỉ mưa rào qua thôi. Nó không phải mưa được. Anh kia trên này, anh lấy thấy cây đâu là xoan mình kia không? Đâu? Nhiều rồi. Con rùa á. Tụt đường đấy thì. Cây đấy dưới đây anh nhỉ. Chiều thì chặt theo cái khe này xuống chặt đến chỗ to. Cái khe về cái lán dưới mà. Cái bãi quả đào quá. Mấy anh em đang trú mưa các bác nhá. Mưa rất là to luôn. Đây, chạy anh Thọ hôm nay được trải nghiệm đi mưa đây này. Em chờ tạnh mưa rồi đi tiếp. Hả? À? Đi luôn á? Đi? Anh em đi rồi. Ngồi đây chờ không biết bao giờ nó mới tạnh à các bạn. Sắp tạnh rồi. Cứ lấy che theo anh. Lấy che đi theo. Mưa. Móc này. Móc. Đi đi. Cám dụng hết ra. Có thấy quả nào rơi rớt không? Cây cháo này. Đấy, quả. Mình trước đến thấy có quả nhiều lắm, lần này đến là dụng hết rồi. Ôi dồi. Này. Cái chè rơi này anh. Cái tí này nhá. Hái về đun nước uống này. Tí nhưng mà loại này phải khô mới uống mới ngon. Mới thơm. Hái cả bụi này luôn nhá. Ui, nhiều thế sao mang được.
Ô, lúa trổ rồi. Đấy, có dưa đấy. Lúa trổ các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đi lấy quả dưa lên ăn nhé. Kiếm xem. Kia kìa, chỗ kia có một dây kìa. Đấy, thẳng xuống. Đây các bạn này, lên tận núi cao luôn. Hôm nay thì trời mưa tầm tã luôn. Trên đường đi vừa mưa vừa nắng. Có cả cái lương rau này của mình hết à? Vâng. Ủa, cái này thu hoạch nhiều lắm. Thăng tận bên kia đi anh nhỉ? Thăng tận kia hết đây. Ôi, nhiều lắm. Cái lương này cũng mà đủ ăn cả năm. Ôi, mang lên đây. Này. Từ từ ngã em ơi, cứ đưa chậm thôi. Anh ở trên này đi. Ừ, trên này cho anh. Chết dây rồi à? Đây các bác nhé, đấy, dưa hấu. Lúc anh em gieo thì cũng để một bao quả thôi. Ví dụ lấy hết bao quả này đi. Đây cũng sắp chết rồi. Thôi. Dưa hấu rất là ngon nhá, nó chín chín rồi đấy. Mang gù xuống đây nhá. Mang gù xuống đây. Biên với nhà đang đi quanh quanh nương lúa để tìm dưa. Biên là có 3 quả này. Này, quả thấy chưa? Đây. Đây là dưa hấu. Dưa hấu luôn. Dưa hấu nương. Loại này rất là ngọt luôn này. Đấy. Lấy quả chín thôi. Ừ. Chưa chín à, non à? Em lấy có 3 quả. Nhiều đống đấy mà. Vùi này đựng được bao nhiêu cái lắm. Nhiều. Ông mà ăn hút sữa nha. Ừ. Mấy đi ăn mấy hôm. Nè, bà thích ăn cho con vùi. Quả này chín đấy. Nghe cực cực cực. Lấy luôn. Ê, sao mang được? Ôi, thay nhau làm bác. Bùi, tí nữa em không phải bắt bùi nữa. Anh bắt bùi. Hai quả em lấy to. Lấy trên này nhiều gì ăn á. Ôi, một viên là lấy được một đống này. Đừng bùi á. Chín chưa? Chín rồi. Này bọc bọc phải búng búng. Mang về ăn mấy hôm chứ? Chưa hấu à? Chưa hấu. Mấy để ăn mấy hôm chứ? Em bùi. Vui được mà. Quen rồi. Vẫn còn đang mưa các bác nhá. Anh em mình ăn trước một quả, hai quả cho nhẹ. Ôi. Ôi giời ơi. Đây bọn họ làm tốt nhỉ. Ngọt không? Chưa thử. Chưa thử đâu. Ông chỉnh em. Ông lên đây trộn không nhỉ? Ừ. Ngọt mà. Ăn được. Lúc cái anh ấy bảo hạt này hạt lép rồi. À ba. Quá tuyệt vời. Lọc hết mưa đấy, mưa dính mồm. Tuyệt vời, không cần gọt luôn. Không cần gọt được, ăn thì ăn dưa đổi luôn chứ. Ngon. Này khá tốt đấy. Ngon lắm. Giờ nhanh nhé. Trời ơi, nắng to các bác. Đây rất là cao các bác nhé.
Miếng dưa ngon. Không phải giọt. Lấy hạt đi rất dễ mà. Nó. Rất ngon. Ngọt. Rất nhiều nước này. Càng ngọt hơn. Này bác, cái dưa này giống dưa lõi vàng. Ngoài ra thì còn có loại lõi đỏ. Khá là nhiều hạt nhưng mà rất là ngọt luôn. Chín. Chín rất nhiều hạt này. Ăn rất là ngon. Đấy, anh em đang trên đường trở về nhé. Nhân tiện thì lấy một ít chè dây quá nhé. Giật lại giật già đấy rồi. Đấy nhiều rồi, uống được chưa? Ôi ôi. Tốt nhỉ. Quần nào đừng để rơi xuống đất. Quần nào đây. Ôi lấy sạch luôn không phải rửa đấy. Đây là cây chè dây quá nhá. Đây, nhìn các bác nhìn rõ này. Nhìn rõ xem chỗ các bác có thì các bác lấy về phơi khô đun nước uống. Uống tươi thì nó không thơm mấy đâu. Phơi khô. Làm hai cuộn đi. Anh một cuộn mạnh, một cuộn mạnh nha. Buộc cái chun buộc cái lá chuối. Nó được khoảng này. Này uống được bao lâu? Tuần. Tuần. Về. Chặt cái ngọn non. Về mình thái mình phơi đấy. Đây là cái cây rau bào các bác nhé. Hái rau bào các bác. Hái thêm ít rau bào để về để nấu ăn. Có chỗ quang quang nó mới có thôi. Còn chỗ hái được chưa? Cái hai ngọn thôi à? Cần hái ăn được không? Ngọn thôi. Thôi ít thôi anh ạ. Làm đắng ở hay nhà mà ít. Ăn bữa thôi. Ừ nhưng mà ăn bữa có đủ đâu. Đủ ba. Mai mình kiếm cái khác. Các loại rau mà anh. Kiếm rau. Thay đổi liên tục. Ở rừng sướng nhất là ăn rau thôi, cái gì đâu. Cái rau này nó cũng là rau dại. Rau dại luôn. Dại mà. Con này à, lấy luôn lõi chuối về để chưa thịt con rúi nhỉ. Ừ, mấy hôm trước thì cái anh say đấy, anh đào con rúi ấy. Anh em hai con thì vẫn còn lại một con nữa. Thấp thôi nhỉ? Ừ, tầm đấy là được. Lên đi á. Hai gốc này, mai. Hai gốc à? Đây, chặt một gốc nào đấy? Ừ, cái này có to. Gốc kia to không nhỉ? Cái gì vậy anh? Cái gì cầm đấy. À, cái này. Mày nghe hai cái này nhấc nào? Đấy, cái đấy đó, cái chỉ đấy. Cái này nhìn nghe kiểu cứng cứng nhỉ? Ừ, chuối giòn. Ừ. Mà chuối nếp. Cái này chuối đá. Chuối đá. Nó lại tẻ. Nếp cái loại tẻ là loại nếp nó mới mềm cây. Mềm lắm nhá. Loại tẻ nó giòn cây. Nên lấy về chăn lợn các thứ đều phải chọn. Cái nào bóc ra lấy tay, lấy ngón tay này ấn vào thấy nó mềm. Nó lõm vào là chuối nếp. Còn như này ấn vào mà nghe không ấn nổi là chuối tẻ. Bổ lấy phần lõi để nấu với
thịt chuối. Làm được không anh Thọ? Hả? Làm được không? Được. Đấy thấp thấp nó mới ngon anh ạ. Đây có rất là nhiều rau, rau bao. Đây là lõi chuối này. Đây là món dưa, dưa hấu. 1, 2, 3, còn 6 quả. Còn đây là món chè dây. Giờ sẽ thái ra phơi khô để đun nước uống. Chuối hột thì đang phơi này. Mưa suốt mấy hôm nay. Này rửa qua các bác nhá. Tiến hành rửa để còn chặt phơi khô. Phơi khô. Cái này đủ mấy anh em uống khoảng một tuần đấy. Nắng này chỉ muốn nắng là khô. Ok. Băm ra. Băm này thì khô rất là nhanh. Băm chuẩn chuẩn rồi. Phân một xuống rồi. Đấy. Bay. Đấy, băm đối vụ. Đấy, cái chân này dài hết rồi. Chè dây này rất là thơm. Lúc tươi này đun uống không tốt, không thơm bằng lúc khô. Thì em chặt ra phơi khô thì uống rất là đun nó uống. Bây giờ buổi trưa nắng lại sau cơn mưa thì trời giờ rất là xanh. Bây giờ là tí nữa lại mưa tiếp. Ngày mưa bất chợt lắm, ngày nó mưa mấy cơn cơ. Đây là món lõi chuối các bác nhé. Có cái này trổ rồi à? Sắp. Đây thấy. Đây đây. Thế này. Ừ. Ngay đây nhỉ. Ừ. Này nấu với rúi các bác nhé. Còn là một con rúi làm cái gì thấm bớt nước đi nhỉ. Thấm nước cả, đi không là mới... Cả nước mới ngon mà. Thế nhà hay là anh rang lạc nhé? Không cần lạc đâu. Hả? Ăn cái này không à? Này thôi. Ăn không thôi. Rang không, cho một ít lạc vào, ăn không cho nó mát à? Ừ. Nó không, không ta rang một ít lạc ta ăn đấy. Chanh ớt trộn với trộn vào ăn rất là mát. Đây là nồi cơm đang bắt đầu vần. Sản phẩm từ nương trở về đây. Vẫn còn một quả mướp ở nương lúa này. Hôm nay sẽ làm canh rau bao nhé. Có rau kia thì là đủ ra. Không có rau kia là lá đủ ra. Đây là con rúi các anh nhé. Con rúi này từ hôm trước để lại. Hôm trước là được 2 con nên là còn 1 con ăn liên tục nó không ngon nên là. Ao cần long à? Làm hết. Đã xong. Đây, rất là nhiều luôn. Có một cái vắt trên thành nồi rồi. Còn đây nồi canh rau bao rồi nấu xong. Được. Nha ơi, em mang cái lá chuối này đi. Đi. Xong nhiệm vụ. Lá chuối. Hôm nay anh chả có mấy món nữa, những chỉ thế này thôi. Thôi buổi trưa ăn thế là quá sao rồi. Giờ là cho chuối vào. Lõi chuối. Mà nông ấy thì nó bảo đọt chuối đấy. Đọt chuối. Người là nón chuối. Ừ. Ui, sắp đủ rồi.
cái gì ạ? Thịt ăn được chưa mà em đã cho vào? Mềm mà, con này không dai, còn non mà còn dài. Xanh á. Nó chuối trong một tí thôi, xong rồi bắt ra chứ không là nó nát hết. Thì nát được cũng vừa. Còn là... cảm giác nó mềm là được. Bây giờ cho là không đảo nhé. Bây giờ là đây. Đó là anh Thọ kia, là anh Say, anh Say là anh Say đi rừng tìm thảo dược với lại đi tìm núi đào. Thì anh thấy mấy anh em ở đây vui quá nên cũng ở nhờ đây mấy hôm. Đào được con nào là bọn em lại mua luôn nha. Nào thấy con nào là không đào được về bảo mấy ông này đi thay nhau đào thì không hốt tí có ra luôn. Trưa này thôi có mồi ngon quá, là mấy người thì vài ly. Năm người à? Anh cứ bỏ 10 miếng nga để anh treo dọc dọc, cái anh treo dọc dọc anh đến nào. Treo dọc nào em? Đây dọc xanh ấy. Dọc xanh ấy gì? Dưa hấu vàng. Không phải cái loại lói đỏ đâu các bác nhé. Ngọt lắm. Chín thì trong nó cũng vàng. Đấy. Bắt to đây. Nhiều, rất là nhiều hạt. Thịt rúi nấu lõi chuối, rau bao, nộm lõi chuối, một ít lạc với lại dưa hấu bản địa luôn. Bây giờ là buổi chiều rồi. Thôi em mời tất cả các bác nhá. Anh em mời các bạn nhá. Anh Say sáng nay đi cả buổi rồi không gặp con gì à? Không gặp con rúi nào? Không thấy em nào. Chỉ đi nóng rồi. Đấy. Rúi gì thế nhỉ? Làm ít canh rúi đó. Hôm nay là hết thức ăn rồi. Hôm nay là phải đi nhặt ốc thôi. Hôm qua mình cho vào bếp lửa ấy. Hôm qua mình đốt nhiều. Da dính rất dày như da lợn luôn. Ở dưới bản mà mưa con đấy nó vào nhà không? Có cả nó sâu xoan. Sâu xoan thì nắng luôn. Còn nó to càng về nhiều. Mùa này hết mùa rồi. Nó to rồi, nó khăn nước rồi. Ba tư nhiều lắm. Nó xuống tìm nước uống. Những cây to này có tơ nhỉ. Cả cây non. Nó mới mọc rồi. Chưa? À. Cây non nó mới tơ. Cây non rất ngon, cây non thì nó lại không bở. Cây non mà nó lên như củng măng ấy. Nó lại có tươm mấy đâu. Nuốt tận dưới bụng mà tầm tơ lôi được lên. Cái này em thái lại không có tơ mấy nhỉ? Cái rừng búa cũng khoáng rồi. Hết rồi. Còn rồi. Còn rồi. Chắc em làm đi này thôi. Cái khọ rồi. Nhỏ. Chiều chế mấy cái quạt. Đó. Món rau bao này. Rau bao này thực tế là nó là cái họ của cây bồ công anh các bác nhé. Rau công anh ấy. Mọc tự nhiên đấy. Nó có mấy cái dạng. Dạng như thế đều ăn được. Hơi đắng đắng. Ngon.
Con này không đắng mấy con loại kia. Chín đắng mấy rồi? Không đắng mấy đâu. Thời gian mấy anh em sẽ ra tầm đường video đây các bác nhé. Không còn tí nào à? Thời xin phép chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn gặp các bác trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bác nhé. Thank you.